Hôm qua, 6 tổ công tác thuộc Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra đột xuất 6 cửa hàng kinh doanh đồng hồ tại khu vực đường 3 tháng 2, quận 10. Chỉ sau 2 giờ kiểm tra đã có khoảng 1.200 chiếc đồng hồ bị tạm giữ, chủ yếu là hàng nhái thương hiệu và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua làm việc, các chủ cửa hàng kinh doanh khai nhận đa số những đồng hồ này được mua trôi nổi trên thị trường, sau đó bán lại cho khách hàng với giá mỗi chiếc thu lợi từ 30 đến 40% so với giá mua vào. Theo Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, từ nay đến cuối năm, đơn vị sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại tại các địa bàn trọng điểm, cơ sở kinh doanh, trung tâm thương mại. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức nắm bắt nguồn tin, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cần có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ trong việc tạo ra các cơ chế chính sách nhằm quản lý và phát triển đô thị một cách bền vững. Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo chuyên đề Cơ chế chính sách quản lý phát triển đô thị trong chuỗi hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022 vừa được Bộ Xây dựng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức chiều tối ngày hôm qua tại Hà Nội. Tại hội nghị, nhiều tham luận của các đại biểu đã chỉ rõ để phát triển đô thị bền vững cần sự phối hợp vào cuộc của các cơ quan chức năng để xây dựng hoàn thiện chính sách liên quan đến công tác quản lý phát triển đô thị với các cơ chế chính sách mang tính đột phá cũng như các giải pháp về cơ chế chính sách phát huy vị thế, nguồn lực đổi mới, sáng tạo của đô thị Việt Nam. Các đại biểu cũng tập trung phân tích, đánh giá, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của địa phương và giải pháp cải thiện chất lượng hạ tầng đô thị, các dự án, chương trình giao thông công cộng, cây xanh, tái thiết đô thị, cải tạo môi trường, kiến trúc cảnh quan đô thị cần được thúc đẩy. Việc triển khai hạ tầng số tại các đô thị phù hợp để thúc đẩy xây dựng nền tảng phát triển đô thị thông minh, tạo nguồn lực tài chính bền vững trong xây dựng mới, cải tạo hệ thống hạ tầng đô thị hiện có. Bộ Y tế đề nghị ngành y tế các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường tiêm mũi 3, mũi 4 cho các nhóm đối tượng và tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả, rà soát việc tỷ lệ tiêm chủng chưa đạt như mong muốn và đề xuất nhu cầu vaccine sát thực tế, phối hợp với các viện khu vực, các đơn vị liên quan thuộc Bộ và Bộ Quốc phòng, bảo đảm việc vận chuyển, tiếp nhận và chuẩn bị kế hoạch tiêm chủng. Bộ Y tế đề nghị ngành y tế các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19 và tiêm vaccine COVID-19. Với nhóm trẻ từ 12 đến 17 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 3 mới chỉ được xấp xỉ 65%, có sự chênh lệch khá lớn giữa một số địa phương. Các nơi còn thấp là Phú Yên, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, nơi đã gần như hoàn thành là Sóc Trăng, Bắc Giang và Lâm Đồng. Công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh vừa chuyển hồ sơ vụ án đối tượng Nguyễn Phi Hùng sinh năm 1988, trú tại thị trấn Hương Khê, tàng trữ trái phép 116 gam ma túy đá cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh xử lý theo quy định. Khoảng 15 giờ ngày 7 tháng 11 năm 2022, Công an huyện Hương Khê phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh, Công an thị trấn Hương Khê tiến hành kiểm tra hành chính Nguyễn Phi Hùng khi đối tượng đang đi bộ trên trục đường nội thị thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê, thu giữ 7 ống nhựa chứa ma túy đá. Theo đó, lực lượng chức năng đã tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng Hùng và phát hiện một số ống nhựa, túi ni lông bên trong chứa gần 120 gam ma túy đá. Công an huyện Hương Khê đã lập hồ sơ vụ án chuyển phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 16 tháng 11, CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết quân đội Ukraine đã thông báo với những người đồng cấp Mỹ và phương Tây rằng nước này cố gắng đánh chặn một tên lửa Nga trong cùng thời điểm đó và ở gần địa điểm xảy ra vụ nổ tại làng Sevastu của Ba Lan một ngày trước đó. Trong khi Kiev đổ lỗi vụ nổ trên cho Nga, thì các nhà lãnh đạo phương Tây nhận định vụ việc có thể là do tai nạn của phòng không Ukraine. Tổng thống Mỹ Biden, Tổng thư ký NATO Stoltenberg và Tổng thống Ba Lan Duda đều khẳng định vụ nổ có thể do tên lửa phòng không của Ukraine gây ra. Ông Duda cũng thông báo sẽ không tiến hành tham vấn khẩn cấp theo Điều 4 Hiệp ước NATO. Còn Bộ Quốc phòng Nga cho biết phân tích các mảnh vỡ tại địa điểm xảy ra vụ nổ cho thấy vụ việc do một tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 gây ra. Ba Lan hiện đang dẫn đầu cuộc điều tra về vụ nổ khiến hai người thiệt mạng này. Tổng thống Mỹ Joe Biden, người của Đảng Dân Chủ, ngày 16 tháng 11 đã chúc mừng Đảng Cộng Hòa giành đa số tại Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ cuối tuần qua. Nhà Trắng ra tuyên bố cho biết Tổng thống Biden khẳng định ông sẽ hợp tác với các nghị sĩ Cộng Hòa để phụng sự người dân Mỹ. Trước đó, một ngày, Đảng Cộng Hòa đã giành được 218 trên tổng số 435 ghế tại Hạ viện, ngưỡng tối thiểu cần thiết để kiểm soát cơ quan lập pháp này.
mặc dù nhắm đến các mục tiêu hàng đầu như các ghế ở Virginia và những vị trí khác ở Pennsylvania, Đảng Cộng Hòa đã giành những chiến thắng tại các tiểu bang xanh như New York. Cũng trong ngày 16 tháng 11, ông Mitch McConnell đã tái đắc cử vị trí lãnh đạo phe Cộng Hòa tại Thượng viện. Ông McConnell, 80 tuổi, là người nghị sĩ lâu năm của Đảng Cộng Hòa đại diện cho bang Kentucky. Ủy ban châu Âu EC có kế hoạch đề xuất mức trần đối với giá khí đốt tự nhiên sau ngày 24 tháng 11 tới nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng năng lượng. Ủy viên phụ trách năng lượng của Liên minh châu Âu EU, EC sẽ hành động nhanh chóng và sẽ đưa ra một số đề xuất pháp lý ngay lập tức. Trong nhiều tháng qua, EU chia rẽ việc đã có nên áp dụng mức trần giá khí đốt hay không trong bối cảnh khối này đang nỗ lực kiềm chế lạm phát và giá năng lượng tăng cao do Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt. Bỉ, Ba Lan, Italia và Hy Lạp đã yêu cầu Ủy ban châu Âu đề xuất trần giá khí đốt trước ngày 24 tháng 11, đồng thời đe dọa sẽ chặn các chính sách khác của EU nếu đề xuất này không được đưa ra. Trong khi đó, các quốc gia khác bao gồm Đức, nước sử dụng khí đốt nhiều nhất châu Âu, cảnh báo giá trần có thể khiến các quốc gia gặp khó khăn trong việc đảm bảo hàng hóa trên thị trường khí đốt quốc tế. Ngày 16 tháng 11, Tổng thống đắc cử Brazil Lula da Silva cam kết sẽ chấm dứt tình trạng tàn phá rừng Amazon và sẽ đưa quốc gia Nam Mỹ này trở lại trung tâm thảo luận về vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu. Phát biểu khi tham dự hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27 tại Ai Cập, ông Lula da Silva cho biết trong 3 năm đầu tiên dưới thời của Tổng thống Jair Bolsonaro, diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá, đã tăng tới 73%, đồng thời khẳng định tình trạng này cần phải chấm dứt ngay lập tức và chính phủ mới sẽ đấu tranh không khoan nhượng với loại tội phạm môi trường. Tổng thống đắc cử Brazil cũng nhấn mạnh cam kết thành lập một bộ của các dân tộc thổ dân, vốn là những người phải chịu nhiều nhất những tác động của tình trạng tàn phá rừng và các loại tội phạm môi trường khác, để chính họ sẽ là những người đưa ra những đề xuất với chính phủ về những chính sách bảo vệ những khu vực mà họ sinh sống. Tại hội nghị COP27 về biến đổi khí hậu diễn ra tại Ai Cập, một nghệ sĩ đang trưng bày những tác phẩm tái chế mang hình dáng những loài vật đang gặp nguy hiểm. Mục đích là để nâng cao nhận thức về tác động của biến đổi khí hậu. Nghệ sĩ người Ai Cập Walid Al-Sepini đã làm nên những tác phẩm các loài bị đe dọa như gấu trúc, tê giác và đồ biển. Anh muốn phát đi thông điệp về những mối nguy hiểm mà các loài này đang gặp phải và cách bảo vệ chúng. Ngoài ra, nghệ sĩ El Sabini cho biết anh dùng những vật liệu tái chế để nâng cao nhận thức về vấn đề rác thải. Anh hy vọng mọi người có thể tìm cách sử dụng phế liệu thay vì bỏ chúng đi và khiến tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng. Để làm nên những tác phẩm này, người nghệ sĩ đã phải thu gom đến 400kg kim loại phế liệu, 150kg bìa cát tông, 150kg chai nhựa và 150kg bình đựng dầu. Người nghệ sĩ đã mất 2 tuần để làm những tác phẩm này tại thủ đô Cairo, sau đó vận chuyển chúng đến Sharm el-Sheikh. Các tác phẩm được trưng bày tại khu vực triển lãm trong suốt thời gian diễn ra COP27, sau đó dự kiến sẽ được giới thiệu tại nhiều địa điểm khác nhau của thành phố.